Những cái tô bún cua này thì phải nói là rất là hấp dẫn các bạn. Cái cua rất là ngọt đấy. Cua rất là nhiều thịt các bạn. Mình đang căng cái này nên cho gà đỡ bay ra. Cháu thấy ngoài kia nhiều cua lắm, cái bờ ruộng bên kia kìa. Vâng. Cái thời tiết này mà có bắt cái cua thì mát thôi nhỉ. Úi giời, nắng giáo này mà được bạt bún rượu cua thì chúa tay. Thế bác làm xong chưa? Xong rồi. Thôi, thôi thế đi bác cháu mình đi. Thôi đứng đây đợi mình nhá. Úi bác ơi, từ từ. Bác áo trắng này bẩn đấy, để cháu bắt cho. Úi giời. Không sao, không sao. Mà áo trắng này bẩn khó giặt lắm mà. Úi giời, cái đó mình đã có cách rồi, đây rồi, cua đây rồi. Hơi nhanh. Đây. Đấy. Con đấy. Đấy, nước nó sấp sấp này dễ bắt. Đây, nha. Sao rồi đây? Đây. To đấy. Sao phải được từ nửa cân rồi đấy bạn. À thế thì được rồi. Bây giờ bác cháu mình sẽ về để chế biến nhá. Ôi trời ơi. Áo cũng bẩn. Yên tâm, mình về sẽ có cái cách để mình làm cho nó hết bẩn. Và nó hết ố nhá. Rồi, anh cứ để đấy để ngâm cua nhá. À. Ngâm để cho không, ngâm cho nó gì đã. Cho nó sạch đã. Đấy rồi. Anh chắt nước cái đi. Chắt nước cái đi xong rồi để cho nước khác vào. Chắt hết đi. Bây giờ để ngâm để cho nó nhả ra đã. Bây giờ bác cháu mình rửa chân tay đi. Úi giời. Cua cứ để ngâm đây một lúc để cho nó nhả cho sạch đã. Anh đi chuẩn bị cho tôi các cái gia vị nhá. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ đi áo bẩn hết nhiều ấy. Ngâm xà phòng giặt nó đi cho nó sạch. Nha. Được rồi. Bác Thọ, cháu chuẩn bị xong hết gia vị rồi. Được rồi. Cháu mình vào làm đi. Đấy, không mới vào mình phơi cái áo cái này xong rồi. Nhìn áo trắng tươm tất hết bác nhỉ? Đấy. Mấy lâu nay cháu có thấy bác hay nấu ăn nấu nướng gia vị mỡ miếc là bắn cái áo mà sau lúc nào bác áo bác cũng trắng đi. Tất cả là nhờ Omo mới. Với cái công nghệ giặt xanh, giặt là nó rất là sạch và quần áo thì đảm bảo nó không bị ố nữa. Khi khô lên nó thơm. Cho nên là kể cả mình mặc mà nó có ra mồ hôi, nó cũng không có cái gì mà mình đáng lo ngại nữa. Vâng, các bác cháu mình vào làm đi. Xin chào các bạn. Vừa rồi các bạn đã biết rồi nhá, tôi mới cả anh Vinh đi bắt cua. Hôm nay là bác cháu tôi làm cái món bún riêu cua. Đấy các bạn ạ. Các gia vị là có đậu phụ này, bột ngọt đây này, hay là còn gọi là mì chính. Đây là mắm tôm và đây là muối gia vị, cà chua và đây là dầu điều. Chanh này, có hành tươi này, hành khô này. Và đây là bỗng rượu này, hay là còn gọi là dấm bỗng. À, đây là một chút dầu nha, để ta chiên mấy cả đậu và ớt tươi. Đấy. Trước tiên để làm món này thì bây giờ tôi sẽ cua. Anh Vinh nhá. Anh Vinh đi chiên đậu nhá. Đấy, cua bây giờ ngâm từ lúc ấy rồi. Đó. Nó nhả ra rất sạch rồi. Và cho cả muối rồi nhá. Đấy. Hôm nay cua rất là sạch các bạn, mà ngon lắm. Đây, tôi đã xé xong cua rồi các bạn. Bây giờ tôi đi
nhảy cái gạch ra nhá. Đây các bạn ơi, tôi đã lẩy xong cái gạch cua đây rồi. Tôi cho cua vào trong cái cối này để tôi giã nha các bạn nhá. Giã này thì bắn mất vợ, nó cho thêm vài hạt muối vợ. Được, cái đó cho thêm mấy hạt muối rồi. Đấy. Các bạn nhớ là giã ấy, thì nó rất là bắn đấy nhá. Các bạn phải lấy cái tay bịt lại. Sắt hai phần ra nhé, rắc lên bắt bún xong. Đúng rồi. Bây giờ thì cháu sẽ chiên tiếp cà chua đi nhé. Vâng, cho một lửa cà chua, còn để lại một lửa. Rồi. Một chút dầu điều để tạo màu ấy nhé. Ừ. Rồi cho cái gạch cua vào cái đảo đều này thôi. Cua vào nhé. Đảo đều cái này thôi rồi. Không ai cháy. Các bạn ấy nhớ là cái thịt cua này với cả các cái bã cua đây là mình đã giã như thế này là được rồi. Đấy, giã mà ta nhấc lên nó cứ dính nhằng nhằng này là coi là đã quánh rồi đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ cho nước vào đây để tôi lọc cua. Đấy, các bạn thấy nó dính hết vào chảy như thế này là cua đã quánh. Rất là quánh đây. Thì độ đặc cái này. Ừ. Bây giờ khoáng đều các bạn hãy nhớ thế. Lắng xuống xong rồi ta chắt luôn vào xong luôn. Các bạn hãy nhớ là tức là cái phần thịt nó nổi lên. Phần thịt nó nổi, nếu mà các bạn mà lấy một cái màng ấy hứng hết vào cái màng đó thì không có thịt cua. Thì khi đun lên là không có gạch. Thế thì nó không ngon. Đây là thịt cua nó nổi lên, khoáng kỹ, bao giờ cái xương cua thì nó lắng xuống dưới. Đúng rồi, thế mình cứ chắt từ từ như thế này. Thế là thịt cua nó sẽ xuống hết xong. Thế này mình ăn được nhiều thịt, nếu mà lọc qua kia thì nếu lọc qua kia thì là phần thịt nó giữ lại, đúng rồi. Đấy. Bây giờ ta cho lớp thứ hai. Đấy, cho lớp thứ hai. Đây tôi lọc lần thứ hai đây. Đấy. Cái nước lần thứ hai bắt đầu nó nhạt dần bác nhỉ? Đúng rồi. Thì nó ra bớt. Đấy, bây giờ chỗ này thì ta không lấy nhiều nữa. Đấy, ta chỉ lấy vừa thôi. Xương cua như thế này là nó đã trắng rồi. Đấy, ép nó xuống. Đấy này nó ra hết nước đúng không? Đấy. Cái bã này mình bỏ đi. Thế người ta vẫn lấy được có những cái thịt cua còn nổi. Đấy, mà bã cua quá nhiều rồi ta phải lấy cái môi ta ép nó đi. Đấy, để ta chắt cho nó dễ chắt. Như vậy là được rồi. Chỗ này là bã cua ta bỏ đi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho lên bếp để tôi đun. Bây giờ đun nó bé lửa vừa phải. Đấy, trong lúc anh Vinh đang đun thì tôi phải thái hành. Ta lấy các cái đầu hành này dài một chút này các bạn này. Đấy. Các bạn này nhớ ta chẻ đôi ra. Đến lá hành thì ta là thái nhỏ ra nhá. Đấy, mở vung ra như thế là hay rồi. Bây giờ ta phải vớt gạch luôn. Nếu là không để là nó vỡ hết. Đấy, lừa cứ lừa xuống dưới vớt lên nhanh. Đấy, xong lại lừa về đằng kia vớt hết. Nếu không là nó vụn hết. Xôi to quá bùng lên là nó vỡ vụn hết. Đúng. Nhiều gạch quá bạn. Đấy, với cua này nó nhiều thịt. Mình sẽ cho đây một ít muối
cho đây thêm một chút bột ngọt nhé. Cho đây một chút mắm tôm này, nó tạo mùi thơm nhé. Cho một chút thôi. Đây, bây giờ xong thì anh cho tôi bụng rượu vào này. Mình sẽ cho đây 3 muôi nhé. Ừ, nhanh. Thì mình sẽ tiến hành cho đây cái phần gạch cua mà mình đã trưng lên để lấy màu nhé. Mùi rất là thơm rồi bạn. Nó phải thơm mới là đúng. Mình sẽ cho đây cái phần cà chua mình đã bổ cau này. Được rồi. Đấy. Sau khi mùi nó dậy rất là thơm rồi, mình tiến hành cho cái phần đậu vào cuối cùng nhé. Để cho cái đậu này nó ngấm cái phần nước cua này. Để ăn thì nó sẽ béo và thơm hơn. Thôi hai bát cháu ta rót vào bát cho bác nhỉ? Đúng rồi, bây giờ chỉ lấy ra bát thôi. Thì bây giờ thì trước khi cho nước ấy thì cháu cho sẽ cho cái này trước, cho cái này trước đã. Đấy. Cho hành khô. Hành lá. Cho hành khô đi. Đấy, đúng rồi. Bây giờ thì hai bác cháu tôi thưởng thức, để mời các bạn thưởng thức cùng với hai bác cháu tôi nha. Những cái tô bún cua này thì phải nói là rất là hấp dẫn các bạn. Mời mọi người cùng thưởng thức hai bác cháu tôi nha. Mời bác nhé. Ôi trà, đây thì thơm ngon lắm đây. Mời bác nhé. Ừ. Đây là ớt xào ở đây các bạn ạ. Đây, ớt bột mịn nó đem xào lên. Thế là cho vào cái bún cua này ăn thì phải nói là mịn mãn lắm. Rất là vừa. Mà có một cái vị thơm của dấm bỗng nữa. Nó chua chua thanh thanh ấy. Ăn nó không hề ngấy một chút. Ôi nào chà chà. Cái thịt cua rất là ngọt quá nhỉ. Ừ. Ngon lắm các bạn ơi. Thịt nước này rất là béo. Ngậy lắm. Ăn kèm với rau sống này vào thì đúng là hợp lắm nghe cả. Hương vị thì các bạn biết rồi, rất là thơm. Độ đậm thì rất là vừa. Mềm vừa tới, ngon tuyệt vời các bạn. Rất là ngon các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món chân giò om dưa. Nguyên liệu chính là đây là chân giò đây các bạn, mà tôi đã làm rất là sạch rồi. Kèm theo thì bây giờ nó có dưa này. Đấy. Các bạn ấy chọn dưa nó có nhiều thân, nhiều cái củ này nha. Và hạt tiêu sọ này. Đấy. Và lấm này, đây là lấm hương. Đây là nước tương, nước mắm và dầu hào, hành và tỏi, và đây là đường thuận lốt. Bây giờ tôi sẽ gióm bếp để chiên chân giò. Cho chảo lên và tôi cho dầu vào này. Đây, nghĩa là dầu nó tương đối rồi các bạn. Đấy. Các bạn chỉ cho nó chỉ hơi già như này này. Đấy. Đừng cho già quá là về sau này các bạn lại nhớ cho vào là nó lổ, nó bắn đấy. Đấy, các bạn có biết không, khi ta chiên là ta phải dùng cái đậy này nhá, nếu không là nó bắn vào mặt đấy. Các bạn ơi, bây giờ cái chân giò tôi đã chiên xong rồi nhá. Các bạn chỉ chiên nó vang vàng là được rồi. Đó. Tôi sẽ cho ra đĩa. Đây các bạn.
Đây các bạn ơi, bây giờ dưa này thì tôi phải đi rửa đi nhá, để cho nó sạch, và tôi sẽ chỉ lấy cọng này thôi, chứ tôi không lấy lá. Đấy. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi làm đến cái bước hành nhá. Tôi thái hành. Thái hành xong đến thái tỏi. Đấy, hành mấy tỏi là tôi đã nam xong rồi đây. Tôi sẽ cho vào bát. Đây tôi cho hạt tiêu sọ, các bạn nhớ là ta cho vừa đây, không nên cho nhiều. Cho nhiều quá nó bị lỏng đấy nhá. Đấy, để vừa phải để có cái hương vị thơm. Đây, bây giờ tôi giã. Đây các bạn ơi, hạt tiêu là tôi đã giã tương đối nhỏ rồi. Bây giờ tôi cho hành tỏi vào đây. Đấy, để tôi giã. Tôi sẽ cho một chút dầu vào đây. Đấy, để tôi chưng lên nhá. Đây, bây giờ tôi sẽ cho hành tỏi với hạt tiêu vào đây. Đây, tôi phi lên nhá, cho nó có cái thơm. Đấy, các bạn để thơm lừng lên luôn. Ui chà chà. Các bạn nhớ là ta cho ít dầu thôi, nếu mà bởi vì ta hầm cái món chân giò này mà ta cho nhiều dầu thì về sau này nó ngấy cả cái miếng thịt chân giò này nên nhá. Đây tôi cho nấm vào luôn. Đấy, cái hương vị này thì thơm lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ nó vàng rồi tôi sẽ cho ra, các bạn đừng nên để cho nó cháy. Đây các bạn ơi, tôi phải thái cái đường này nhá, đường thốt nốt các bạn ạ. Đấy. Để thái mỏng nó ra thì nó mới tan nhanh được, còn nếu mà không là nó không tan đâu các bạn. Đây tôi sẽ cho đường vào này. Đây là đường thốt nốt các bạn. Đấy. Đây tôi cho nước mắm nha các bạn ơi. Đấy. Các bạn nhớ là tôi cho vào đây 4 thìa nước mắm. Đấy. Tôi cho lục tương nốt chỗ này vào là vừa. Đấy, tôi cho một thìa dầu hào vào các bạn. Các bạn nhìn nước rất sánh và đẹp. Bây giờ tôi mới cho nước nha các bạn nha. Đấy, đun sánh và cho tất cả các cái gia vị rồi. Bây giờ tôi cho nước để làm sao nó tương đối với cả cái lúc mà tôi cho cái chân giò vào trong song nhá. Đây các bạn ơi, giờ tôi cho cái song lên nhá. Đấy, cho song lên và tôi sẽ đổ cái hỗn hợp gia vị này vào đây. Các bạn nhớ là tôi rang khô. Đấy, rang cho thật khô đã. Đây, bây giờ tôi cho dưa vào nhá. Đấy, khô rồi đó. Đấy, bây giờ tôi cho chân giò vào đây. Đồng thời tôi sẽ cho nước vào nhé. Đấy, ta phải làm nhanh, nếu không là xong nó sẽ bị cháy. Các bạn nhớ là ta cho ngập nhé. Ta đun vào khoảng 60 phút.
Đây các bạn ơi, thời gian tôi hầm cũng đã đủ rồi. Tôi cho ra đĩa cho nó ráo mà đồng thời cũng để cho nó nguội một chút. Đấy, thời gian hầm đã ngon rồi. Các bạn ơi, quá hợp lý. Đấy, chà chà. Thơm lắm các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã vớt ra đây rồi nha. Tôi để cho nó nguội một chút các bạn ạ. Bây giờ nóng như thế này ta không thể nào thái được. Đây các bạn ạ, các bạn nhớ là ta thái theo thớ nha, chứ nếu không có đúng thớ là khó ăn lắm. Các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái món chân giò heo hầm dưa rồi các bạn ạ. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ thưởng thức cùng mấy cả món cơm. Đấy, xem nó có ngon hay không đây. Hương vị thì các bạn biết rồi, rất là thơm. Độ đậm thì rất là vừa. Rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ thử một miếng thịt này để các bạn thấy. Mềm vừa tới, ngon tuyệt vời các bạn. Bởi vì các bạn hầm mì dưa thì nó sẽ ăn nó sẽ lâu bị chán. Nếu mà các bạn hầm không thì nhất định không có dưa này vào thì sẽ nói thật ăn sẽ nhanh bị ngấy đấy các bạn. Đây các bạn để nghiêng như thế này, đấy, nó cứng mà nó giòn như thế này rồi. Các bạn lấy pate, các bạn phết vào mấy xôi chiên giòn này để các bạn ăn. Giòn vô cùng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món xôi chiên giòn ăn kèm với pate. Đây là coi gạo lếp. Dùng gạo lếp này thì ta phải vo sạch, xong đó ta ngâm. Các bạn ngâm tối thiểu phải có 4 tiếng nhé. Thì ta thổi xôi nó mới có độ dẻo, nó hợp lý các bạn ạ. Kèm theo là pate đây. Và dầu để chiên. Và một chút bột nghệ để ta làm cái màu thôi. Và đây là muối trắng, ta cũng rắc một chút vào để cho nó có cái vị xôi nó được đậm đà các bạn nhé. Tôi gióm bếp đã, xong tôi mới trộn bột nghệ sau. Tôi đã cho xong lên trên này và đun nước nó đã gần sôi rồi. Bây giờ tôi chế một chút bột nghệ ra nước nhé. Đấy, các bạn chỉ cho vừa phải thôi. Ta lấy một cái màu vàng nó vừa phải hợp lý chứ đừng cho nhiều quá. Các bạn cho nhiều quá thì nó sực mùi. Các bạn cho nhiều quá nó sẽ bị lồng mùi đấy, các bạn hãy nhớ chỉ cho vừa phải thôi. Đấy, các bạn tưới vào đây. Để trộn đều vào lên. Đấy, như thế này là được rồi các bạn. Ta không nên lạm dụng nhiều thì nó ăn vào nó sẽ hắc mùi. Đảo đều rồi thì ta lại xóc đều. Đấy, trước khi xóc thì các bạn hãy nhớ ta cho một chút muối trắng.
để xôi nó có một cái vị coi như đậm vừa. Đấy, như thế là xong rồi các bạn. Khi các bạn gạt xôi xong rồi các bạn đậy nắp. Đây các bạn ơi, tôi phải mở vung ra để tôi thăm. Đấy, 15 phút nữa các bạn mở ra thăm và các bạn sẽ sới cái xôi này nó lên. Ta sới lên để cho nó tơi và nó có được một cái thông khí. Đấy, không để nó bết. Và để cho nó đều. Các bạn nhớ là tôi lần này tôi thăm lần thứ hai này thì tôi tin chắc là nó đã chín rồi đấy các bạn. Nếu các bạn ngâm được gạo hợp lý từ 4 tiếng đến 5 tiếng thì các bạn thổi xôi rất là nhanh. Vì tôi sơ lên mà bây giờ tôi thấy nó dẹt xuống như thế này thì các bạn đã thấy rằng nó chín rồi đây. Đây, rất là dẻo, đây, rất là tơi. Đây, tôi sẽ lấy ra tay đây. Đây, các bạn nhìn đây. Xôi của tôi bây giờ đã dẻo chín rồi. Bây giờ tôi giảm lửa đi. Tôi chỉ để vào khoảng độ 10 phút nữa cũng được, hoặc 5 phút là tôi sẽ cho ra. Khi cho ra thì các bạn hãy nhớ lúc nó đang nóng ấy, thì các bạn coi như thế là làm vuông hay là làm hình chữ nhật thì nó dễ làm hơn. Đấy, thì các bạn nhớ là như thế. Khi nó đang nóng thì các bạn làm như thế thì nó thành khuôn luôn. Còn các bạn mà để nguội ấy, thì rất là khó làm. Nó có dính nhưng làm nó khó làm hơn. Đây các bạn ơi, xôi tôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy ra. Đây bây giờ tôi mới quét một chút dầu vào cái đĩa, cái lòng đĩa này. Đấy. Để cho xôi nó không bám vào lòng đĩa. Khi ta vun vào giữa rồi ta làm cho thật nhanh, không là nóng lắm. Đấy. Ta lấy luôn ra đĩa. Ta ép luôn. Đây các bạn, ép vào một cái đĩa nó như thế này. Thế là nó thành một cái khuôn tròn luôn. Về sau ta cho vào chảo ta chiên rất là hợp lý. Đây tôi đã gióm củi cháy rồi các bạn ơi. Đây tôi sẽ cho chảo vào đây. Đấy, lửa cháy to rồi. Bây giờ tôi sẽ cho dầu vào. Về chiên cái món này các bạn chỉ cho vừa dầu, không được cho nhiều. Bắt đầu lửa hợp lý rồi, tôi sẽ chiên nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ cho ra đây các bạn ơi. Được rồi, vàng ngon lắm rồi. Đấy, các bạn đã thấy không? Các bạn nhớ là ta cho ra như thế này là hợp rồi. Đây, các bạn để nghiêng như thế này. Đấy, nó cứng mà là giòn như thế này rồi. Thì để cho nó chảy dầu, có dầu vào nhiều ăn nó ngấy lắm. Cho nó chảy ở đi, xong người ta lại phải kê cái giấy lên chốc cái đĩa. Để cho nó thấm nốt cả dầu, nó còn dư lại. Đây, tôi sẽ cho ra đĩa nha. Đấy, vì nó còn dầu thì tôi phải cho ra đây. Các bạn thấy không? Để cho nó hút bớt dầu đi. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ dọn dẹp các cái đồ này đi. Đấy. Và tôi sẽ lấy pate ra để tôi thưởng thức với cả xôi chiên giòn nha. Các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món xôi chiên giòn để ăn kèm với pate. Bây giờ tôi thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi.
cái miếng này là rất là giòn đây. Các bạn cầm một miếng này nó vẫn là phải nói là nó cứng luôn mà nó rất là giòn. Bây giờ tôi sẽ lấy pate vào đây tôi phết vào để các bạn lấy cái thìa này. À, các bạn lấy pate xong các bạn phết vào mấy xôi chiên giòn này để các bạn ăn. Đấy. Đấy, như thế này là các bạn để xơi được rồi. Đấy. Giòn vô cùng. Các bạn nhớ khi cho ra là các bạn cắt luôn từ lúc mà nó nóng nhá. Nếu các bạn để nguội á, cắt là nó vỡ vì nó giòn mà. Để càng nguội nó càng giòn. Ngon tuyệt vời. Món này ăn mình pate thì quá là thú vị. Rất là ngon các bạn. Nhớ là các bạn ăn lúc nóng thì càng thú vị hơn. Vị xôi là nó đậm vừa. Mà pate này cũng không mặn. Pate này là nó chỉ gọi là đậm vừa. Ăn rất là thơm các bạn. Mà khi các bạn cho ra thì các bạn phải lót một tờ giấy. Để cho còn một ít dầu nào nữa thì nó ngấm hết vào cái tờ giấy. Để ăn xôi nó không bị ngấy các bạn. Giòn quá các bạn ạ. Đây là chiên giòn. Món này thì ăn thú vị lắm. Các bạn ơi, ăn món này thì phải nói tuyệt vời là ngon đấy nhá. Mà thời gian làm thì nó không tốn nhiều đâu. Nếu các bạn có thời gian ấy thì các bạn trực tiếp làm pate. Thì pate đấy mà các bạn làm lấy mới là ngon. Còn pate các bạn đi mua ấy thì các bạn phải xem là nó còn thời hạn hay không. Nếu còn thời hạn thì các bạn phải mở ra nó thơm thì các bạn mới ăn được. Pate bao giờ cũng phải cực thơm mới là đúng. Vừa rồi tôi đã thưởng thức, tôi thấy rằng rất thú vị mà ngon. Còn bạn nào mà thích ăn giòn nhiều nữa